Xin chào tất cả các anh em yêu thích chó nha. Đây là con này, nó là con Bull Pháp nha các bạn. Đấy, con này là Bull Pháp Lộc. Nếu ai có nhu cầu ấy thì bên này phối giống nha, bao bầu luôn nha các bạn. Đây là con này, là con Bull Pháp Đực của ông Anh. Con này nó là màu gì, gọi là màu gì? Con này nó gọi như là màu trầm, màu hồng phấn nha. Đấy, nhìn vậy nó là màu hồng phấn chứ còn gì nữa. Trắng này phải trắng tinh nhá. Đó, mặt mũi ở đây. Body này rất là ok nha các bạn. Cơ bắp này, ngực này. Dái co, săn. Đuôi, không có đuôi. Cái giống này nó không có đuôi nha các bạn nhá. Anh mới phối xong rồi, anh đang phê. Ai có nhu cầu thì cứ alo nha. Bên này nhận phối giống. Phối một lần như vậy nè, hai củ. Phối một lần 2 triệu nha các bạn nha. Đấy, các bạn nhìn cho kỹ nha. Trong này là có hai chà anh có hai con đực nhá, có cả bò sữa luôn. Nhưng mà con này nó tiện đây là mình quay luôn, trong nó có cả bò sữa luôn. Có đực bò sữa luôn nha các bạn. Ai thích phối con nào phối. Ai có nhu cầu thì cứ ủng hộ nhá. Ok, xin chào.